3 sân Picabun này, kích thước chiều dài từ đây này đến kia thì dài quá không đo được. Chúng ta đo được kích thước từ đây đến cột này nó là 10m2 này, thì cứ từ đây đến đây cũng 10m2, từ đây đến đây cũng 10m2 thì nó rơi vào tầm khoảng 30m6. Còn cái chiều dài này từ đây này đến đây này là đo bằng thước laser được, nó là 18m6. Thì khi từ nãy anh em có thi công sơn thì tổng cộng là pha 2,5 thùng, 2,5 thùng là sơn được nửa sân này. Đấy, sơn nửa sân. Còn đây anh em đã sơn nửa sân còn lại. Và tổng cộng là cứ mỗi hai cái thùng con này này, hai cái thùng 18 lít là một thùng sơn giảm chấn. Pha ra hai cái thùng con đấy, một cái là nửa thùng như vậy sẽ quét được cho cái sân như này. Thì tổng cộng là bên này là 2,5 thùng, bên này 2 thùng nữa, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4,5 thùng. Cả sân này có kích cỡ là dài 30,6, rộng 18,6. Sơn nửa sân là hết thời gian 40 phút. Cả hai sân thì sẽ mất thời gian là tầm khoảng 1,5 tiếng. Mà cần 3 nhân công. Đấy, sơn từ lúc bao nhiêu nhỉ? Lúc 10 giờ. Đấy, mà đã đi bước chân vào rồi. Một người gạt, một người đi đổ này, đổ sơn này, một người đi quét những cái góc cạnh mà cái gạt này không gạt vào được.